Sản phẩm mới: kháng sinh tim Ceftison 10LA, chuyên dùng cho heo, trâu bò, dê cừu và cả chó mèo để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu sinh dục, các chứng hoại tử, viêm nội mạc tử cung cấp tính. Với thành phần kháng sinh Ceftriaxone cùng công nghệ bào chế đặc biệt cho tác dụng kéo dài. Cách dùng: tiêm bắp. Đối với heo, dùng để trị các bệnh tiêu chảy, nhiễm trùng huyết, phù đầu do E. coli, phó thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi, màng phổi, viêm màng não tủy, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung, mất sữa, hội chứng MMA, bội nhiễm do bệnh tai xanh, lở mồm long móng. Heo con sử dụng 1ml cho 10kg thể trọng, hiệu quả 48 giờ. Để phòng tiêu chảy, nhiễm trùng huyết, sưng phù đầu do E. coli và hô hấp, tiêm một mũi vào các thời điểm 3-14 ngày tuổi hoặc 2 ngày trước khi cai sữa. Heo trên 50kg sử dụng với liều 1ml cho 15kg thể trọng, kéo dài 48 giờ. Với heo nái, tiêm một mũi với liều 1ml cho 15kg thể trọng ngay sau khi sinh để phòng ngừa các nhiễm trùng đường sinh dục, sốt, mất sữa. Đối với trâu bò, bê nghé, dê cừu, dùng điều trị viêm phổi, viêm khớp, viêm tử cung, viêm vú, đào móng, thối móng, sót nhau, nhiễm trùng vết thương, ổ áp xe, bội nhiễm do bệnh lở mồm long móng. Bê nghé, dê cừu sử dụng với liều 1ml cho 10-15kg thể trọng 48 giờ. Trâu bò 1ml cho 20kg thể trọng 48 giờ. Liều dùng cho chó mèo 1ml cho 4-6kg thể trọng 48 giờ. Trường hợp vật nuôi bệnh nặng có thể tiêm nhắc lại sau 24 giờ.